không? Đi bên con hả? Đây thì đem dưới sông á. Mấy người hết mấy lá rồi? Hai người. Người nam hay nữ? Nữ. Mấy lá hả? Ba. Mấy lá đây cũng tốt quá nè. Năm, sáu. Đúng chưa? Năm lá. Tại vì hai nhỏ quá, hai lá chặt lá đi. Năm lá này. Xuống dưới kiếm bốn lá, năm lá này sao? Sao? Dính gì? Mà sao dính đất vậy nữa? Cái gì? Bên kia chặt có hại sao này. Đây còn mấy lá thế nữa. Đủ không ơi? Thấy cái điện thoại con sáng ghê không? Cái đèn pin bà không sáng bằng. Tim heo đã được rửa sạch. Đây bắt đầu nhét ha. Để chín lá lưỡi nhân vào. Cuối cùng
sớm rồi. Tiếp theo đây là mình lấy tim heo ra nha các bạn. Ông biết mừng nguyên cái đó luôn. Ôi, kêu mẹ này qua lấy tim heo nè. Lấy cái tổ qua lấy tim heo nè. Khóc rồi. Su. Su su ăn được luôn. Đây một ghe. Một điều đó đi. Sao lủng lỗ? Bạn khoét vô nhét vô hả? Nó miếng nó rớt ra đây. Khoan khoan. Nước. Còn nước đổ qua đây cho con. Bởi vậy mới chia ra cho đồng nè. Nhận giá. Nước ra bởi vậy có hai người ta chia cho đồng nè. Đó, đổ ra hết, cho đều. Chân cái thứ bự. Chén đó cho mèo ăn hả? Ừ. Không có, ngâm đâu mới dễ nè, chuồng rửa. Không thôi nó cứt nát. Cho mèo ăn. Mèo nó không ăn. Chê hả? Ăn nhưng mà nước không sao. Bự hố nữa chị trả. Cho luôn đó thôi. Nó nói gì trả. À, thôi khỏi trả thôi. Người ta cũng từ thiện cho tôi đó. Chân tim heo cho người ta ăn là người ta từ thiện cho tôi cái thố đó. Rồi ăn từ từ nên bật 70 ngàn. Dạ. Cái thố không có lấy tiền. Mời chương cho cái con nhỏ mà bữa nay thứ rồi thứ mấy ta? Bữa nay thứ bảy. Thứ bảy thì sao bà làm bữa thứ bảy tôi